Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Montage Naraka. Và sau đây sẽ là game đấu của Idol Mai, chúng ta đã cắn bút top 2 server China. Thì hôm nay anh em mình cùng xem anh nhà hàng này sẽ xử lý như thế nào trong game đấu này nhé. Ok, let's go. Thì hôm nay anh Mai em đúng không giá thôi. Anh Hàn nhá. Để đóng. Đây. Ủa, sống đúng chưa? Đổ rác nhanh nhá. À. Ê, hay. Hú phả. Thì thật sự quen. Chuyến miếng trắng. Cùng đủ. Cùng đủ. Vào ngay thật. Đấy, cái chip này là em đã... Cái chip hủy đòn xanh này em đã làm video rồi nhá. Đòn này thứ 3 ấy, của đòn xanh.原本这个无神的结局只有一个死字，说句实话。但是你们这么一搞，他活了。这个无神的后果原本只有一个死字。牛皮。主播的开头是我令人敬佩。主播说了匕首上的是张飞，别尬黑，别尬黑，那是王良说的，跟主播没有任何关系。说我还要反，我操！王源，我操！王源，在这儿，兄弟一片，在这儿，在这儿，在这无尽的痛苦中颤抖。我操，他这 F 一开，我这鬼按他勾着毛鬼的按着。我记不住。没。
武器哪个的？自由啦！没有来。slow。还去哪走？滴滴滴滴。万境之敌。朔风凛冽。滴滴滴。心寒下马是习惯。你看这个鬼人暗杀，这不比玩太刀好多少倍啊！啊，这玩棍子啊，啊，这玩太刀啊，是吧？你自己说是吧？这个他要是没有这个 F， 鬼人暗杀接一个升龙，他是不是半死了？没得打的呀！主播杀的 B 狗上的风不干净，哎，主播就是 B 狗 ，B 狗是主播发明的，哇哇哇！主播就是 B 狗。OK， cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay thì cho em xin một like và subscribe và góp ý dưới phần bình luận để em có thêm động lực ra những video hay và chất lượng hơn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Bye bye.